Xin giới thiệu đây là lòng hồ sông Đà nhé, khu vực Đà Bắc. Đó. Ở khu vực làng chài của bà con nuôi cá này. Bà con nuôi cá bè đấy. Đây, những bà bè cá của bà con ở trên vùng hồ Đà Bắc. Đây nha. Giới thiệu một con thuyền. À. Thuyền siêu nhỏ luôn. Đấy. Hồ Hòa Bình ấy. Xa chưa? Rất là đẹp nha. Rừng này. Đấy, rừng. Rừng đẹp không? À, xin giới thiệu vùng lòng hồ Đà Bắc nhé. Lòng hồ Hòa Bình, khu vực huyện Đà Bắc. Nước trong xanh. Các bạn xem video hãy nhớ ấn like share nhé. Ấn và đăng ký sub ủng hộ mình. Xin cảm ơn.